Tập 11. Cậu làm gì vậy? Lẩm nhẩm suốt dọc đường. Tôi đang cầu nguyện cho cậu nhóc tên Tiểu Hùng. Mong là cậu bé không sao. Cậu nhóc tên Tiểu Hùng mà cậu nói là cậu nhóc vẽ tranh cho Lâm Nghị sao? Tôi chưa từng thấy Lâm Nghị quảng hốt như vậy. Tiểu Hùng, Lộ Lộ, Tiểu Hùng sao rồi? Xuất huyết não sọ rất nguy hiểm, phải phẫu thuật mở hộp sọ ngay. Bác sĩ đang chuẩn bị. Anh cần không khí trong lành. Tôi không sao. Tôi về đội. Đừng đi theo tôi nữa. Cậu bé sao rồi? Cậu bé sao rồi? Nói đi chứ đồ câm này. Còn sống không?
Đại học Nam Sơn tháng 7 năm 2010. Trả cho anh. Không cần cảm ơn. Xin hãy gọi tôi là cô giáo Lâm. Mau đi thôi chị. Xin chào đội trưởng Trịnh, tôi ở trước cổng đội anh, ra đây đi. Chúng ta có hẹn sao? Thì bây giờ hẹn, mau lên, tìm anh có việc. Xin lỗi, hẹn trễ rồi, tôi đang huấn luyện. Anh chắc chứ? Chị đạo viên các anh nói với tôi hôm nay là anh ấy trực ban dẫn đội, anh được nghỉ. Tôi có việc khác. Chị đạo viên các anh nói với tôi rồi, lúc anh nghỉ thì chỉ có thể có hai việc, không phải lập kế hoạch huấn luyện thì là chơi sudoku. Mau lên đi, trước cổng đội anh, không cho đổ lâu. Có việc gì sao? Lên xe. Việc công hay việc riêng? Lên xe rồi nói. Là sao đây? Bắt cóc sao? Vui không? Cũng chỉ có như vậy. Cô đưa tôi đi đâu? Tới nơi là anh biết. Yên tâm, không bán anh được. Khó nói lắm, buôn bán lỗ tôi không làm. Đội trưởng đội phi báo có ý thức an toàn một chút được không? Ý là sao? Dây an toàn. Má Lý, tôi thấy cái tên Lâm Nghị bất thường lắm. Đúng vậy. Chạy bao lâu rồi? Chết cũng 50 vòng rồi. Với lại gần như không giảm tốc độ. Trước đây Lâm Nghị cũng như vậy sao? Chưa bao giờ. Chắc chắn là chuyện của Tiểu Hùng kích thích anh ấy. Tiểu chủ, không biết có để lại di chứng gì không? Cậu bé bao nhiêu tuổi? 5 tuổi. 5 tuổi? Tội nghiệp thật. Không được, Lâm Nghị cứ về chắc chắn không được. Lâm Nghị, đừng chạy nữa. Tôi chưa chạy xong. Tập thắt dây với chúng tôi đi. Không phải cậu luôn thích thú với DRT sao? Cậu chạy nhiều vòng như vậy khi nào mới tính là xong? Chạy tới khi không muốn chạy nữa. Lâm Nghị, bất kể xảy ra chuyện gì thì cũng không được bào mòn thể lực của mình. Tiểu đội trưởng, tôi biết. Có những chuyện qua đi rồi thì không thể nào cứu vãn. Tôi hiểu. Không sao thật chứ? Thật.
Sao nào, cũng độc đáo phải không? Có thể hơi quanh co, vắng lặng. Đây là nơi cô giam giữ con tin sao? Ông Long thầy thuốc đông y ở Diễm Thành, chưa nghe nói sao? Ai? Ông Long, bậc thầy xoa bóp đông y. Vậy nên, hôm nay tôi đã hẹn lịch cho anh để ông ấy chữa. Chắc chắn có lợi cho anh. Cô bắt cóc tôi tới đây là vì chuyện này sao? Thôi bỏ đi. Làm gì vậy? Đã đến rồi. Sao còn chơi bài chuồn được? Không không không, cô nghe tôi nói. Vết thương của tôi tự biết. Người khác không làm được. Nói dớ dẫn. Trình Chí Dũng, không ai trị được anh phải không? Chị đạo diễn các anh nói rồi, vết thương của anh đã kéo dài được 5 năm. 5 năm đó, anh mà gặp được tôi sớm không chừng đã khỏi lâu rồi. Vấn đề là tôi đâu có quen cô sớm. Bây giờ quen cũng không muộn. Anh xem đã tới đây rồi, đúng không nào? Anh cứ thử đi, biết đâu chữa khỏi thì sao? Có đúng không? Vậy là nếu hôm nay tôi không chữa, có phải ngày mai cô lại bắt cóc tôi tiếp? Được, tôi hứa, tôi chữa, nhưng mà có điều kiện. Chúng ta phải giao hẹn trước. Ok, chỉ cần không phải hứa hẹn trọn đời là tôi đồng ý hết. Vết thương của tôi, cô không được nói dai được chứ? Được. Trịnh Chí Dũng, sao? Đột nhiên tôi phát hiện một chuyện rất nghiêm trọng. Là gì? Quan hệ của chúng ta tiến triển tới bước này rồi. Nhanh như vậy sao? Bước nào? Hai chúng ta mới đó mà đã có giao hẹn riêng rồi. Này, chờ tôi với. Anh chờ tôi với. Đỡ tôi với. Đến rồi sao? Anh coi hôm nay đồ ăn ngon lắm. Có thịt kho tàu, cả đậu phụ, mai bà anh thích ăn nhất. Chị à? Chị Tiểu Hùng. Lâm Nghị. Hiếu Kỳ. Sao vậy Lâm Nghị? Dạ dày không khỏe à? Không sao. Tạm biệt. Đợi đã, đợi đã. Cái gì? Tôi hẹn với ông Long rồi. Đây là thời gian trị liệu sau này của anh. Cô dễ nhiên. Chuyện này tôi cảm ơn cô nhiều. Nhưng sau này đừng tốn sức vì tôi nữa. Sao con người anh cứ như vậy? Anh không thể thản nhiên chấp nhận lời cảm ơn và ý tốt của người ta sao? Tôi không muốn nợ ai. Tôi cũng đâu muốn. Nên anh cứu tôi một mạng, tôi phải trả anh một mạng. Tôi không đùa đâu. Ông Long đã nói, vết thương của anh nếu còn không kiểm soát thì sẽ ngày càng nặng. Anh nghĩ đi, ngày nào đó anh đột nhiên có nhiệm vụ mà vết thương cũ lại tái phát. Phải không? Tôi không thể để anh mạo hiểm như vậy. Hơi cảm động rồi sao mà không biểu đạt ra? Để tránh phá hình tượng người đàn ông mạnh mẽ cao cả tỏa sáng có phải không? Phải. Cảm ơn cô. Tôi không cần anh cảm động. Tôi cần anh nghe lời khuyên biết chưa? Rồi được, vậy tôi về trước. Phải rồi. Sau này tuyệt đối đừng đánh úp bất ngờ. Được không vậy? Cô có thể gọi.
Sau này cứu người phải cẩn thận vào. Báo cáo. Vào đi. Nào Lâm Nghị qua đây. Chị đạo viên tìm tôi. Đây là bác sĩ Từ. Hai người làm quen đi. Chào Lâm Nghị. Tôi không bệnh. Ai nói cậu bệnh? Không có bệnh thì không thể khám bác sĩ sao? Có những căn bệnh phòng ngừa trước cũng quan trọng. Nào ngồi xuống. Ngồi đi đừng căng thẳng. Lý cứu quả chúng ta thường hay trong trạng thái căng thẳng, thần kinh, chịu áp lực cao, đa số được cần tới điều chỉnh và can thiệp tâm lý. Giống như tôi và cả đội trưởng Trịnh, khi rảnh cũng hay tìm bác sĩ Từ nói chuyện. Đúng không bác sĩ Từ? Đúng vậy. Vậy nên Lâm Nghị, cậu đừng kháng cự, cứ xem tôi là một người bạn của cậu được không? Đến lúc đó cậu sẽ thoải mái hơn. Vậy thì không. Vậy thì xem tôi là một người lắng nghe. Cuộc đối chuyện giữa chúng ta sẽ không có ai biết. Được rồi. Vậy Lâm Nghị, cậu ngồi nói chuyện với bác sĩ Từ đi. Tôi có việc ra ngoài trước. Lộ lộ, thằng bé sao rồi? Không tốt lắm. Bà nội thì sao? Bà nội bị thương nhẹ, sợ hãi một chút. Ba mẹ Tiểu Hùng đã đến rồi, giờ hai bên đều đang chăm sóc. Chị không thấy hôm đó Lâm Nghị với Tiểu Hùng chạy tới bệnh viện đâu. Chưa bao giờ thấy anh ấy căng thẳng như vậy, tuyệt vọng như vậy. Không biết bây giờ anh ấy sao rồi. Đã mấy ngày rồi, ngày nào Lâm Nghị cũng vậy. Trước đây mình làm nhiệm vụ tới hiện trường đều là sự cố đã xảy ra rồi. Đây là lần đầu Lâm Nghị dương mắt nhìn sự cố xảy ra. Cảm giác đó chắc chắn là khác. Nhưng bà cũng đành thôi. Lâm Nghị và thằng bé đó khá thân nhau. Chắc chắn cậu ấy cảm thấy rất buồn. Vậy cứ để cậu ấy trút ra. Mong là cậu ấy nghĩ thông suốt, điều chỉnh lại. Mấu chốt là sợ anh ấy không nghĩ thông suốt được. Anh coi, sao có thể xảy ra chuyện này chứ? Hiếu Kỳ, cậu qua canh anh ấy đi. Đừng để cậu ta tự hành xác gì đó. Mau đi đi. Đội trưởng. Đội trưởng. Có thể Tiểu Lâm. Tôi biết. Tôi nghe nói cậu ấy nói chuyện với bác sĩ không được suôn sẻ. Chuyện này cậu ấy chỉ có thể tự gánh thôi. Đội trưởng Trịnh đến rồi. Đội trưởng Trịnh, đây là bác sĩ Từ. Xin chào. Xin chào. Trịnh Chí Dũng, chào anh, bác sĩ Từ. Nói chuyện với cậu ấy chưa? Vẫn chưa. Bác sĩ Từ, Lâm Nghị là cốt cán đội phi báo chúng tôi, nên vấn đề cậu ấy phải xem trọng. Cô nói với đội trưởng Trịnh trước đi. Được, đội trưởng Trịnh, chúng tôi chờ anh mãi. Tôi cũng đã giao lưu với vài người bạn chung ngành, cả nhóm phân tích bệnh tình của Lâm Nghị. Về cơ bản nhất trí với nhau, từ chuỗi triệu chứng cậu ấy thể hiện ra, chúng tôi nghĩ cậu ấy bị PTSD, rối loạn căng thẳng sau chấn thương. Xem ra đội trưởng Trịnh không xa lạ gì PTSD. Anh còn nhớ tình cảnh sự cố thương vong lần đầu anh gặp không? Nhớ. Mùa hè năm thứ hai khi tôi chuyển sang làm sĩ quan, hơn một năm mới bình thường lại được.
Nên bác sĩ Từ cô xem, là lính cứu hỏa thì đều phải trải qua khó khăn này. Tôi nghĩ trường hợp của Lâm Nghị chỉ có thể nhờ vào bản thân cậu ấy, giống như chúng tôi. Anh nói cũng không đúng hết. PTSD là bệnh đúng không? Là bệnh thì phải chữa, không thể nói đơn giản. Tâm bệnh cần có tâm dược. Nếu cậu ấy mắc bệnh vì chuyện này thì chứng tỏ tố chất tâm lý cậu ấy không đủ mạnh. Anh nói mấy câu giận dỗi thôi. Không lẽ anh lại muốn cậu ấy rút đuổi đó chứ? Chuyện này với rút đuổi là hai chuyện. Nhưng mà tôi phải nói với anh, tính chất công việc của mình bày ra ở đây, có đúng không? Đội phi báo không phải là nơi dưỡng lão. Nếu muốn ở lại thì đều phải trải qua sự rèn luyện tàn khốc. Trịnh Chí Dũng, tôi không biết anh đã trải qua những gì ở nước ngoài, nhưng mà với Lâm Nghị, anh không thể lấy chính sách áp lực cao của mình bất biến ứng phó dạng biến. Cậu ấy là bệnh nhân. Cho tôi nói vài câu. Đội trưởng Trịnh, lời khuyên của chúng tôi là tạm ngừng công việc của Lâm Nghị, chấp nhận can thiệp tâm lý. Nếu cần thiết sau này có thể phải trị liệu bằng thuốc. Tạm ngừng công việc là bắt buộc. Chúng tôi sẽ cho cậu ấy thời gian. Tôi không đồng ý. Nếu mà làm vậy sẽ làm Lâm Nghị cảm thấy chúng ta đang chối bỏ cậu ấy. Trạng thái bây giờ cậu ấy như vậy, anh còn cho cậu ấy tới hiện trường. Anh nghĩ xem sự khác nhau giữa Phượng Hoàng và gà đi. Đội trưởng Trịnh, chỉ đạo viên Chu, can thiệp tâm lý cho Lâm Nghị chúng tôi sẽ ra sức phối hợp. Nhưng mà trước tiên mong là lãnh đạo thống nhất ý kiến với nhau trước đã. Nếu không còn việc gì nữa thì tôi đi trước. Được, hai người nói chuyện đi. Cảm ơn bác sĩ Từ. Không có gì, cảm ơn. Được rồi, chào đội trưởng Trịnh. Cảm ơn. Tới lời bác sĩ mà anh cũng không nghe. Anh còn giỏi hơn bác sĩ. Vì tôi hiểu Lâm Nghị hơn bác sĩ. Anh nghĩ vậy là giúp cậu ấy sao? Tôi đã giữ lại cậu ấy thì phải có trách nhiệm với cậu ấy. Hôm nay chúng tôi tu sửa thiết bị. Cậu công dân này bất cẩn bị kẹt ở băng truyền, phiền mọi người cứu cậu ấy với. Vất vả cho mọi người. Lý Tư Mẫn, cậu chỉ huy. Dạ. Trương Hiếu Kỳ, Đạt Triệu, đem công cụ phá dỡ theo tôi đi lên. Dạ. Lâm Nghị, Tôn Đại Thịnh vào phòng điều khiển hành động. Dạ. Qua phòng điều khiển thì theo tôi. Nào, bao theo tôi đi. Đây là phòng điều khiển của chúng tôi. Tất cả công tắc máy đều ở đây sao? Đúng vậy. Được, vậy giám đốc đi xem công dân bị thương đi. Được, cậu làm đi. Trèo từ đây lên. Cố chịu một chút nhé. Đạt Thịnh, ngắt điện băng truyền. Rõ. Tiểu Lâm, cậu phụ họ phá dỡ đi, ở đây tôi lo được. Anh Hầu, anh cẩn thận nhé. Đội trưởng, giờ da nấy thành màu xám rồi. Đó là hội chứng chèn ép khoang, phải mau lên, không thì ngày càng nguy hiểm. Biết rồi. Đạt Thịnh, anh coi có thể cho băng truyền chạy ngược không? Động tác phải chậm. Chúng tôi muốn thử xem có thể cuốn tay anh ấy ra một chút không. Tiểu đội trưởng, tôi kiểm tra rồi, băng truyền máy này không thể chạy ngược. Rõ rồi. Không được, cố gắng sức kéo ra, không thì tay anh ấy sẽ phải bỏ đi. Hiếu Kỳ, xem con có thể phá bằng cưa không? Được, làm đi. Chị à.
Không sao chứ? Tôi không phải một linh cứu quả đủ tư cách. Cổ tay cậu bị thương, cẩn thận dao. Anh đừng nói lung tung, đừng có ra vẻ khiêm tốn giả tạo đó. Tiểu Lâm, không phải ai sinh ra cũng làm được linh cứu quả. Chuyện Tiểu Hùng không trách cậu được, lúc đó cậu đã cố gắng hết sức rồi, đừng tự trách mình nữa. Đúng vậy, chuyện đó không trách anh. Uống nước đi nào. Thì ra nhìn nhận bản thân là chuyện đau khổ như vậy. Được rồi, hai người ra ngoài đi. Tôi muốn ở một mình một lát. Đi nào. Đi đi. Tiêu đội trưởng, tôi nghe chỉ đạo viên nói Lâm Nghị bị BD cái gì đó. BTSD là rối loạn căng thẳng sau chấn thương, là một kiểu trở ngại tâm thần gây ra sau khi sự việc sang chấn tâm lý xảy ra. Tóm lại tôi cũng không thể nói rõ. Nói chung là Lâm Nghị đã xuất hiện những triệu chứng điển hình đó. Khi nào khỏe lại được cũng không biết. Tôi nghe nói có sao cũng phải kéo dài một tháng, có người thì mấy tháng mấy năm, có những trường hợp mấy chục năm. Đừng nói nữa, tôi sợ đó. Nói gì thì nói, khoảng thời gian này chúng ta phải chăm sóc kỹ cậu ấy, dốc cái tâm vào. Nói cậu nghe, người bị bệnh này đôi khi sẽ tối không có ngủ được, dù có ngủ cũng sẽ mơ thấy ác mộng, đôi khi sẽ thẫn thờ, đôi khi dễ nóng giận, đôi khi lại cảnh giác quá mức. Tóm lại là đáng sợ lắm, cậu biết không? Sao mà nói giống như thời kỳ mãn kinh của mẹ tôi vậy? Này, Lão Trịnh. Chi đội Phó Nghiêm, lần này tôi tới là muốn chi đội ra một quyết định. Được thôi, anh cần tôi giúp gì? Nói đi, chuyện về Lâm Nghị. Chuyện Lâm Nghị tôi biết, tôi muốn cho cậu ấy tạm thời rời khỏi đội phi báo. Lão Trịnh, tôi nghĩ anh xử lý như vậy là nặng quá rồi. Đội viên phi báo được các anh tuyển chọn qua rất nhiều bài thi mới vào được. Không thể vì một sự cố, còn chẳng được tính là sự cố, mà điều cậu ấy đi chứ. Anh chưa nghe tôi nói hết. Lâm Nghị bị PTSD. Lần cứu hộ trước cũng vậy, tinh thần hoảng hốt. Trạng thái cậu ấy bây giờ ở đội phi báo quá nguy hiểm, nên tôi nghĩ tạm thời là cách bảo vệ cậu ấy tốt nhất. Anh nghĩ kỹ rồi sao? Tóm lại lúc này đây, tôi lo cường độ cao, áp lực cao của đội phi báo sẽ đè gãy miếng thép tốt này. Lão Trịnh, anh nghĩ đây là sự an bài tốt nhất cho Lâm Nghị sao? Cậu ấy là đội viên của tôi, ra quyết định này chắc chắn tôi là người buồn nhất.
Được. Lão Trịnh, tôi ủng hộ anh. Anh vừa về đã đuổi ông La đi. Giờ lại điều Lâm Nghị đi. Hai chuyện này tính chất và xuất phát điểm khác hẳn nhau. Báo cáo. Vào đi. Anh nói đi. Chuyện của cậu tôi đã trao đổi vài lần. Xét thấy biểu hiện dạo gần đây của cậu, chúng tôi quyết định cho cậu tạm rời đội phi báo, điều về trung đội Đại học Thành. Lâm Nghị có muốn nói gì không? Không, hiểu được mà. Không sao. Mọi việc chỉ là điều động tạm thời. Mong cậu tích cực, tự điều chỉnh lại, mau chóng tìm lại trạng thái trước đây. Khi đó đích thân tôi qua đón cậu. Tôi có một thỉnh cầu. Đừng để mọi người biết tôi muốn đi một mình. Mong là anh làm đúng. Nào đào đào to lên. Chào mừng trở về. Nhóc con lại đây ôm một cái nào. Chào mừng về đội. Trạng thái không tốt lắm nhỉ. Mặt cũng vàng giọt. Tôi đã nói mà, đội phi báo chẳng ra làm sao, không nuôi được người. Đói rồi phải không? Vừa nghe nói cậu về đội là tôi dặn bếp làm một món gà cung bảo. Đội trưởng Dương, tôi muốn xin nghỉ một ngày. Ăn cơm trước đã. Tôi phải cho cậu ôn lại mùi vị trung đội Đại học Thành ta. Được rồi, giải tán, chuẩn bị ăn cơm. Chị à, họ đều nói em bị bệnh. Thực ra em không bệnh. Em chỉ không muốn nói chuyện với ai thôi. Nhưng em có rất nhiều chuyện muốn nói với chị. Họ đều không hiểu. Tại sao em buồn? Tiểu Hùng vốn không nên gặp chuyện. Nếu như nó không chạy ra khỏi xe taxi, nếu như nó không băng qua đường, nếu như nó không nhìn thấy em, nếu như nó không vội chạy tới chỗ em, nếu như chỉ cần một trong số những cái nếu như đó thành thực thì nó đã không gặp chuyện rồi. Em bế nó trong lòng, bế nó chạy, người nó vẫn còn ấm. Nhưng em trơ mắt nhìn nó hôn mê. Có thể cả đời này không thể tỉnh lại nữa. Đó giờ em cứ nghĩ mình là lính cứu hỏa giỏi nhất. Nhưng giờ em hoàn toàn không phải. Tới đứa bé em còn không cứu được, sau này em còn cứu được ai? Em thực sự không biết em có nên làm lính cứu hỏa không. Anh tới làm gì? Tôi tới thăm chị cậu. Anh đi đi. Chỗ này không chào đón anh. Tình cảm tôi dành cho chị cậu cũng sâu sắc như cậu vậy. Dựa vào đâu mà đuổi tôi? Nếu không vì anh thì chị tôi đã không ở đây rồi. Năm 2012, cao tốc Diễm Kinh. Trịnh Chí Dũng, đừng quên, anh là lính cứu hỏa. Em chờ anh. Chờ anh. Anh chắc chắn về cứu em.
Nguy hiểm! Lâm Tuệ! Lâm Tuệ! Chị ơi! Chị! Còn chỉ trích tôi, thực ra là đang trốn tránh. Cậu tới đây cũng chỉ là đang trốn tránh. Cậu phải thừa nhận rất nhiều việc cậu không thể thay đổi, chỉ có thể dũng cảm đối mặt. Trịnh Chí Dũng, anh quá bình tĩnh. Anh bình tĩnh tới mức máu lạnh rồi. Tôi không có lựa chọn khác. Mong là cậu hiểu được lý lẽ này. Tôi không hiểu lý lẽ của anh. Tôi cũng không muốn hiểu cái lý lẽ. Chỉ khi vượt qua lúc gian nan nhất thì cậu mới là đàn ông thực thụ. Lúc này cậu không thể dựa vào ai khác, chỉ có thể dựa vào bản thân mình. Tôi không cần anh dạy đời, anh mau đi cho tôi. Nơi này không bao giờ chào đón anh. Nhớ kỹ lời tôi nói, lúc này cậu phải dựa vào chính mình.